Em Tuấn xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại về được lô hàng dòng sạc cho iPhone 12 Pro. Cái dòng này thì em đã giới thiệu trên kênh cho các bác rồi, dòng này hàng nhãn có bảo hành đàng hoàng cho các bác nhé. Hàng này có bảo hành cho các bác nhé. Các bác dùng 1-2 tháng nó lỗi đổi hết cho các bác, không có sao cả. Hàng bảo hành yên tâm. Đối với dòng này thì trên thị trường bây giờ họ ra bán khá là nhiều. Hiện tại đối với loại này bây giờ nó có ít nhất tầm 3 đến 4 loại trở lên. Hiện tại em tham khảo đã được có 3 loại rồi. Dòng sạc iPhone Pro này có những hàng người ta làm fake, có những hàng nó rất là rẻ tiền, rất là rẻ. Đối với những cái thương hiệu iPhone 12 Pro nó mấy chục triệu một chiếc iPhone rồi. Nên các bác cũng đừng có nghĩ là ham rẻ quá, không có một cái sạc điện thoại nào nó chỉ có hơn 100.000 đâu. Có những điểm người ta bán có 130, 120 các bác nhé. Mấy chục cũng có thì chết. Đây là chiếc sạc iPhone 12 Pro 20W. Và hôm nay đã về. Các bác em đang nợ cho em đang nợ hơn 30 đơn, em sẽ trả cho các bác nhé. Ngày mai hàng sẽ đi trả các đơn hàng cho các bác. Còn cái lô hàng hôm trước nó thật thật các bác là hôm trước em nhập lần đầu. Em nhập đầu tiên là phải nhập thử nhé, nhập thử, em phải dùng thử, em dùng thử vài ngày em dùng thử xem là hàng nó ổn hay không như nào. Em bắt đầu em dám lô đầu em nhập thử, em chỉ dám nhập 50 cái thôi. Em thử thì các bác đã chốt hết rồi nên em vẫn còn nợ đơn các bác. Gọi em thử. Còn lần này thì trả cho các bác thoải mái đi, các bác cứ tiếp tục đặt hàng đi. Khoảng độ 3 ngày hôm nay, 2 3 ngày hôm nay là em không dám nhận đơn hàng nữa. Ngày hôm qua bắt đầu về. Hàng báo là hôm nay về thì em đã bắt đầu đăng lại từ ngày hôm qua. Thì ngày tình trạng là hơn 30 đơn đang nợ cho bác thì ngày mai em sẽ giải hết cho các bác. Còn tiếp tục đối với dòng sạc này em sẽ giới thiệu cho bác này. Báo cáo các bác là nhiều cái dòng sạc này người ta đây là dòng sạc nhanh các bác nhé. Dòng sạc nhanh và công suất của nó lên đến tận 20W, 20W. Nó sạc khá là nhanh. Nhưng mà trong các máy điện thoại của các bác, em có dám khẳng định là nếu các bác mua hàng về 10 con điện thoại thì may chăng có 1 đến 2 con, cùng lắm đến 3 con là nó sẽ báo là nó cắm là con này cắm báo sạc nhanh. Còn hầu như các điện thoại khác không báo sạc nhanh. Nên chính vì vậy nên có nhiều con sạc nó không hỗ trợ sạc nhanh các bác nhé, nhưng mà nó vẫn bán giá tiền như thế. Đấy. Được chưa? Ở những cái con như thế này nếu mà hàng thì ở trên kênh có một số kênh họ ra bán nó trung bình đó, tầm khoảng độ 250, 280, có những chỗ 300 mấy cơ. Còn con này thì bên em thì 195.000. Hàng em đã báo rồi, tất cả khi hàng đi em đều dán tem bảo hành đây. Ví dụ như củ này em tháo sẵn rồi đây, em sẽ dán tem này, dán tem bảo hành cho các bác luôn nhé. Đây, ai gọi thông cảm, em dán tem bảo hành cho các bác luôn nhé. Tất cả đều dán tem bảo hành trước khi gửi đi. Đấy. Và các bác đây. Con này em cắm sẵn để chút em sẽ test cho các bác, nó sẽ báo tình trạng như nào. Đây tất cả hàng sẽ báo nhá. Công suất 20W, đây là hàng sạc cho iPhone Pro nhé. iPhone Pro. Những dòng sạc này nhiều bác nghe thấy người ta quảng cáo là sạc không nóng, không bao giờ có sạc nào không nóng cả. Nhưng nó phải ấm ấm thôi. Chứ nó nóng nóng bỏng là không được. Những con sạc này bây giờ bác bảo nó sạc tốc độ nhanh mà nó không nóng thì vô lý. Sạc nhanh mà không nóng thì vô lý, mà nó phải hơi ấm ấm thì được. Chứ còn sạc nhanh mà lại không nóng thì không có cái sạc nào mà sạc nhanh không nóng đâu anh ạ. Bởi vì ép vào như thế làm sao mà sạc nhanh không nóng. Những cái sạc này này, sạc nhanh nhưng mà cắm xuống lại được, nó cảm thấy nó hơi ấm tay, hơi ấm tay. Chứ còn nó bỏng là không được, nó không bỏng không được. Chứ còn những con sạc mà không nóng là không có chuyện đến, nó khó lắm các bạn ạ. Nó sạc nó kích, nó đẩy điện như thế, tốc độ như thế, không có cái gì làm mát cho nó mà nó kín như này, làm gì có chuyện nó không ấm ấm được. Đấy sạc xịn nó ấm, nó sạc những sạc khác thì nó bỏng tay luôn. Và cái thứ hai nữa là những dòng sạc mà nó không rõ nguồn gốc thì các bác sẽ bị cái thứ nhất là nó bị tình trạng này. Có nghĩa là bây giờ bác muốn đang sạc con iPhone 12 nhé, hoặc iPhone, các dòng iPhone khi nó vẫn sạc được đi, nhưng bác cắm sang con Samsung này không sạc chẳng hạn nhé. Bác cắm sang Samsung này không sạc, hoặc bác cắm sang con Sony này nó sẽ không sạc nhé, nó sẽ không sạc, nó kén đến nữa như thế. Nhưng đối với dòng sạc này và các bác là có yên tâm nhé. Sau đây em sẽ test cho cả này, test cho cả thằng Samsung và cả thằng Sony rồi đến iPhone luôn. Em xem con iPhone, một con iPhone máy của em đang quay một con lên trên tiếng con nữa để về các bác luôn rồi. Đây một con iPhone đấy, em thử ba loại máy các bác. Ngoài ra cái Oppo tất cả các dòng vẫn có thể cắm được bình thường, Oppo cũng cắm được, tất cả các dòng đều cắm sạc được hết qua cái củ sạc này. Thì sau đây em và các bác là em sẽ thử trước cho bác nhé. Em sẽ cho cái máy nó gần vào đây tí. Đúng, hàng này các bác cứ bốc thoải mái đi. Đây, em sẽ test. Trước hết để em sẽ test
đối với lại con này nhá, em cắm luôn này, nó sẽ báo cho bác này. Em cắm nhé, em cắm này, đây này, nó có sạc nhanh không, nó sẽ báo này. Nhìn các máy khác nó không sẽ báo đâu nhé, đây con sao Samsung nhé, bác nhìn thấy chưa, nó báo sạc nhanh được chưa đấy. Nhưng ví dụ bác cắm sang con này này, con iPhone này, nó không báo sạc nhanh đâu. Nên các bác mua về có khi dùng cho con này nhưng bác chẳng biết được, có khi người ta đưa cái sạc nó chặt đây, đã sạc rồi, chỉ ghi là đã sạc được chưa. Này em rút nhé, em cắm này, đấy nó chỉ ghi là đã sạc chứ nó không báo là sạc nhanh được chưa đấy. Hoặc là cái con này, con Sony này, em cắm nó là đời thấp mà, đời bình bình đấy đấy, nó chỉ báo là đã sạc thôi nhé, đã sạc lên chứ không bao giờ nó báo là sạc nhanh cả. Nhưng em thử con này đã báo sạc nhanh cho bác nhé. Vậy là tất cả các củ này nó là sạc nhanh, ok chưa ạ? Mình phải thử, mình phải có. Chứ còn bây giờ các bác mua về nhiều con máy nó không báo sạc nhanh đâu, không báo sạc nhanh đâu, chỉ có những đời cao sau này thôi. Và những con đời nó có sạc không dây đằng sau lưng này, nó sẽ báo sạc nhanh. Còn không là nhiều bác đã mua những cái sạc, dính những cái sạc nó không có sạc nhanh nhưng nó thông báo là sạc nhanh về, các bác có biết đâu, điện thoại nó không thông báo thì bác không biết. Những chiếc này và cả những chiếc này có mức giá là 195k, đấy là mức thấp nhất em có thể để cho các bác rồi nhé, không được lãi lời nhiều đâu các bác ạ. Mà những cái giá này các bác phải trả phí ship cho em, trung bình là tầm 20-25-30 nghìn tùy các địa điểm xa gần, nói chung là hết mấy chục nghìn tiền cước bác phải trả hộ giúp em. Chứ còn cái giá này em để cho bác giá này mà nhiều bác còn bảo em bao ship bó tay nhé, chứ cái gì đấy thôi, không có cái gì ngon bổ mà rẻ đâu. Đây, tất cả hàng về cho các bác thì nó như thế này, đấy như thế này. Tất cả dây phụ kiện thì nó có đây rồi, nó có thể nhé, cái đầu cái củ sạc này các bác có thể cắm sạc cho tất cả các loại máy nhé, chứ không nhất thiết phải iPhone được chưa. Củ sạc như này và khi đi bên em sẽ dán lên tem bảo hành của tại nhà em luôn, và em mà hàng lỗi 1-1 luôn đấy, ok chưa. Cho các bác kiểm tra hàng nhé, cho bác kiểm tra hàng thoải mái ạ, cho các bác kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Cứ kiểm tra hàng của em đi, em cho tất cả hàng của em đều cho kiểm tra hàng, đều cho bác kiểm tra hàng hết nhé. Các bác kiểm tra hàng, các bác thử hàng của em đi, không may bởi vì là em không có thời gian, em đi con nào em test suốt rồi mất thời gian lắm, không may nó lỗi thì em còn đổi hơn khác được cho bác đấy, không may nó lỗi em còn đổi hơn khác được cho bác. Chứ bây giờ các bạn thấy cứ thử của em, hầu như cái chuyện lỗi là rất là ít, sản xuất họ đã test rồi, đã kiểm tra rồi và đã dán tem rồi. Đấy, các bạn yên tâm không phải lo. Tất cả mặt hàng em bán cho các bác đều cho các bác kiểm tra, kiểm tra hàng sau đó rồi các bác thanh toán cho bên vận chuyển. Còn em cũng mong sao rằng là bác nào xác định lấy thì hãy báo em chuyển. Còn những cái đơn hàng này em không được bao nhiêu tiền đâu, mà bác không lấy, em đã không cần đặt cọc mà bác bỏ bom em thì con em nó mất mấy hộp sữa. Em nói đến cả con em mất mấy hộp sữa thì các bác cũng đừng nỡ được chưa. Những cái đồ hộp hàng này bảo nhau đi đặt tiền thì nó nghe nó mang tiếng quá, nó không hay. Thì bán những đôi loa nặng mấy tạ thì bắt đầu hoặc mấy chục cân hoặc nó trị giá cao, những cái hộp như này hoặc là USB bắt. Còn em nói luôn là tất cả các bác đã xác định lấy thì đặt trên kênh của em phải lấy, còn không lấy có lý do, phải lấy lý do chính đáng. Em cũng không nữa nào mà không hỗ trợ các bác được mấy chục nghìn thì cước cả. Còn các bác mà đặt xong có bỏ lấy thì em cũng sẽ phải thông báo đó, nó thông cảm nhé, bởi vì là nó liên quan đến kinh doanh tài chính kinh tế rồi các bạn. 5.000 cũng quý, đã kinh doanh thì 5.000 quý. Nên có nhiều bác em bán hàng này, em vẫn bán là 8.850.000 chẳng hạn. Ồ, 50.000 cơ mà, 50.000 còn quý cơ mà bác. Đấy chưa. Còn hàng này em cho kiểm tra nhé, các bác yêu yên tâm nhé, không phải lo nhé, không phải lo cái gì cả. Còn là thử thì báo cáo các bác là em cho các bác thử rồi mà. Kể cả hàng bác mua về bác thử thoải mái rồi. Đấy, thấy chưa. Đây, còn những con này là con điện thoại Sony nhé, mà đến giờ này là dòng Sony nó đã đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi bác nhé. Dòng Sony bây giờ không có chuyện thị trường nữa. Đây em cắm cho bác nhìn xem nó có lên không. Bởi vì có nhiều cái sạc này nhé, bác có cắm vào nó chỉ báo pin, nó không sạc được lên. Đây em báo luôn cho bác nhìn này. Đây bây giờ là cho bác nhìn là 22:02 đang 75% nhé. 22:02:03 rồi, 22:03 đang 75%. Đấy, để xong lúc nữa bác để tí nữa bác sẽ nhìn nó lên. Đấy, sẽ nhìn nó lên cho. Đấy, đây em cắm tiếp con iPhone này. Đây con iPhone này bác nhìn đây, đấy lên nhé. Con này thì em không thử, không cần thử. iPhone nó cắm cái iPhone, sạc của iPhone thì nói làm gì,
Em đang cần sạc cái con kém nhất này này. Con này sợ nó có đẩy được không này. Chứ còn đây xong con này nó báo sạc nhanh rồi thì nói làm gì nữa, con này nó báo luôn sạc nhanh. Đấy. Bạn nhìn xem. Đấy, bây giờ nhá. Em quay về chính cho bác này. Đây các bác nhìn chưa? Nó đã lên 76% rồi nhá. Đấy được chưa? Vừa 75% lên 76 chưa? Đấy, lên 76% rồi. Vậy là sạc ok nhá. Thế thôi cho các bác biết là nó đã sạc nhanh vào rồi. Nhận rồi, mà con này không có chế độ sạc nhanh mà đã vào như thế rồi, biết rồi. Nó đã lên rồi. Đấy còn các đơn hàng thì ngày mai em sẽ trả, em Tuấn sẽ trả nốt cho các bác. Ok chưa? Còn về đây. Về cái này. Đấy, tất cả các hộp này đều nhá. Tất cả các hộp này đều như nhau. Đơn hàng đều giống nhau hết ạ. Này. Cho các bác kiểm tra hết ạ. Này. Các bác kiểm tra hết rồi em nhé. Này. Đấy, bốc con bất kỳ được. Lấy con nào được, bốc con bất kỳ. À, con nào như con nào. 10 con như cả 10. Nó như nhau tất ạ. Được chưa? Như tất. Đấy, cho các bác về các bác kiểm tra thoải mái. Kiểm tra để thử hàng được xong thanh toán. Những cái này nó không liên quan đến cái vấn đề là nó do điện nọ điện kia phải gọi hướng dẫn. Những cái này các bác có thể cắm thử được vào. Nhưng các bác thử khéo hộ em đừng nó rạch giật phá nát thì bác sau bác lại ví dụ không thích bác sau bác quả nát hết hàng. Nhưng đa số là thử là lấy thôi, những cái này nó không đáng bao tiền. Đấy. Và những cái bài như này thì em xin phép là em chỉ đăng một vài clip rồi sau đó em đẩy lại. Chứ còn suốt ngày cứ quay nó không có cái gì mới cả mà quay để giới thiệu. Nó khó bởi vì là nhưng không đẩy lại thì có nhiều bác không xem được nên bắt buộc phải đẩy lại bài các bạn. Đấy. Còn hàng thì về cả lô cho bác nhé. Các bác cứ tiếp tục đặt đơn đi. Em sẽ trả hàng cho bác. Còn bác nào muốn hàng rẻ cũng có hàng rẻ. Nhưng mà em sẽ không bán, em chỉ cho các bác đến chỗ lấy hàng rẻ hơn nhé. Có hơn, rẻ hơn nhiều. 100.000 có. 100.000 trong hàng có. Đấy. Em cảm ơn các bác.